Xin chào quý bà con, hôm nay chúng tôi mời quý bà con cùng trải nghiệm chức năng sát lúa ra gạo sạch nguyên chất của máy xay sát gạo gia đình đầu chạy inox. Bây giờ chúng tôi sẽ khởi động máy và cho nguyên liệu là hạt lúa và để sát ra gạo cho bà con cùng xem máy hoạt động đơn giản và hiệu quả ra sao nha. Máy xay sát gạo gia đình đầu inox TS555 dùng để sát lúa trực tiếp cho ra gạo không cần qua công đoạn bóc tách vỏ hay trà bóng. Hệ thống sàng rung lắc dọc giúp loại bỏ các tạp chất ra khỏi gạo một cách hiệu quả. Chức năng nghiền lúa gạo, ngô, khoai, sắn các loại hạt ngũ cốc, vân vân, thành cám bột cho gia súc gia cầm. Chức năng làm vỡ bắp, trà bắp, loại bỏ các tạp chất như bụi, mối mọt ra khỏi các loại gạo để lâu ngày. Máy xay sát lúa gạo đa chức năng sát gạo, nghiền cám, sàng dung chất lượng cao. Đây là sản phẩm xay sát gạo với rất nhiều chức năng đáp ứng được cho các cửa hàng kinh doanh hoặc các hộ gia đình. Đầu sát được thiết kế với nguyên lý ma sát giữa trục zulô bằng hợp kim với sàng sát dạng lưới bằng inox giúp tách vỏ trấu ra khỏi hạt gạo mà không làm đứt gãy hạt gạo như các sản phẩm khác trên thị trường sử dụng nguyên lý Zulo và dao và sàng sát. Qua đó người sử dụng có thể vận hành máy đơn giản điều chỉnh độ trắng da của hạt gạo theo mọi yêu cầu mong muốn một cách đơn giản. Sản phẩm là sự kết hợp hoàn hảo cho các hộ gia đình hoặc các đại lý với quy mô vừa và nhỏ bán các loại cám, gạo tươi, nghiền bột, vỡ ngô mảnh vân vân, giúp giảm thiểu thất thoát gạo cắm khi mang đi sát dịch vụ giúp tiết kiệm chi phí và thời gian. Thông số của máy xay sát lúa gạo đầu trà inox TF 555 công suất động cơ chính 3 kv kép dây đồng 100% tiết kiệm điện năng. đi kèm hai sàng nghiền với kích thước lỗ 1mm và 2mm. Điện áp 220V một pha điện dân dụng. Tốc độ motor chính 2900 vòng trên phút. Khối lượng máy không motor 61kg khối lượng máy cả motor 85kg. Kích thước máy dài 16 cm, rộng 40 cm, cao 11 cm. Năng suất cho ra sản phẩm: sát gạo 100 đến 200 kg trên giờ, vỡ ngô 100 đến 150 kg trên giờ, nghiền cám 100 đến 200 kg trên giờ. Trục du lô bằng hợp kim độ bền sử dụng 8 đến 10 năm không phải thay thế trong suốt quá trình sử dụng máy. Sang sắt bằng inox nhiệt luyện cao tần cho độ bền sử dụng 5.000 giờ làm việc tương đương với mức sử dụng hộ gia đình 4 đến 7 năm mới phải thay. Máy sử dụng dễ dàng người lớn tuổi hay phụ nữ đều có thể sử dụng. Sử dụng linh hoạt các loại động cơ khác nhau, motor điện từ 2,2 kW kép trở lên hoặc các loại động cơ xăng từ 5 HT trở lên, giúp tiết kiệm thêm chi phí nếu bà con nào đã có các loại động cơ đó. Sản phẩm bảo hành 12 tháng Để có gạo sạch an toàn ăn tại nhà nhằm đảm bảo sức khỏe cho bà con, không phải mua những những loại gạo ở thị trường không rõ nguồn gốc xuất xứ có các chất bảo quản, chống mối mọt ẩm mốc có trong hoạt gạo. Đã có máy sát gạo mini gia đình giúp bà con thực hiện việc đó một cách đơn giản bà con chỉ cần đi mua lúa nguyên hạt về bỏ vào máy khởi động và sát ra được gạo sạch nguyên chất, giàu dinh dưỡng và an toàn sức khỏe cho gia đình mình. Chúng tôi vừa mời bà con cùng đi bàn giao máy xay sát gạo đầu inox. Nếu bà con có nhu cầu hay quan tâm đến sản phẩm máy xay sát gạo, hãy liên hệ với chúng tôi theo số điện thoại bên dưới video để được tư vấn chọn lựa được sản phẩm phù hợp nhất đến nhu cầu sử dụng của mình. Quý bà con cũng đừng quên đăng ký kênh video của chúng tôi để đón nhận những video về sản phẩm mới tiếp theo. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý bà con bà con đừng quên bấm nút đăng ký kênh video của thế giới máy và bấm nút chuông ở bên cạnh để nhận thông báo mỗi khi thế giới máy đăng tải video mới hướng dẫn sử dụng máy móc thiết bị cho bà con